Xin chào, các bạn đang nghe chuỗi podcast Hiểu từng con đường thành phố tôi yêu của JustGL. Hôm nay, tuổi trẻ kinh tế luật sẽ mang đến và giới thiệu những thông tin vô cùng bổ ích về con đường ở thành phố Hồ Chí Minh, mang tên người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 trong một gia đình nông dân khá giả tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Năm 1926, đồng chí tham gia Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1927, đồng chí được bầu vào ban chấp hành Thành bộ Sài Gòn, Chợ Lớn và Kỳ bộ Nam Kỳ. Năm 1960, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 2, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1969, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, tại kỳ họp đặc biệt Quốc hội khóa 3, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6, Quốc hội nước Việt Nam Thống nhất, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Tôn Đức Thắng hiến dâng cả đời mình cho độc lập tự do của dân tộc và cho lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa. Đồng chí là một hình ảnh trong sáng của tinh thần cách mạng bất khuất và đạo đức chí công vô tư. Tác phong khiêm tốn giản dị, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, đồng chí Tôn Đức Thắng là một gương mẫu đạo đức cách mạng, suốt đời cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Với những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của đảng, nhà nước ta đã đặt tên đồng chí cho nhiều con đường và trường học, trong đó có đường Tôn Đức Thắng, quận Nhất. Năm 1980, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhập đường Bến Bạch Đằng với một đoạn đường Đinh Tiên Hoàng thành đường Tôn Đức Thắng như hiện nay. Đường này bắt đầu từ vàm rạch Bến Nghé, đầu cầu Khánh Hội ngày nay, giao với đường Võ Văn Kiệt, Bến Chu Dương cũ, đi dọc bờ Tây sông Sài Gòn, cắt qua các con đường Hàm Nghi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, công trường Mê Linh đến xưởng đóng tàu Ba Son cũ, nay là vị trí chân cầu Ba Son. Tại đây, đường có một khúc cua sang trái, rồi lại tiếp tục đi thẳng cắt qua các con đường Nguyễn Siêu, Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Trung Ngạn, Nguyễn Du và kết thúc tại ngã tư giao thông với đường Lê Duẩn, đối diện với đường Đinh Tiên Hoàng. Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast của JustGL. Hãy tiếp tục đồng hành và theo dõi các số phát sóng tiếp theo nhé!